trà sữa trân châu lắm. Vậy em bỏ gì trước á? Dạ, với đầu tiên là em bỏ đường á. À. Đây là sữa không? Dạ, sữa. Đây là sữa Đà Lạt. Thank you.
Rồi cái đó là cái gì em? Dạ đây là matcha. Rồi tiếp theo đó là Miu Farm. Cái gì em rắc lên vậy? Dạ là bột trà xanh này. Rồi xong. Một cái ly này ở quán mình bán bao nhiêu em? Dạ 35.000 ạ. Cái món đầu tiên mình gọi là món gì và cái giá bán ở đây bao nhiêu em? Đây là món trà trái cây bu cha. Nó có giá bán là 39.000. Món này là đào mộng é. Nó có mộng é và đào. Nó giá 35.000. Còn cái này là món đặc biệt của quán em, matcha latte, với giá 35.000. Còn đây là trà sữa Royal Cake Cream ạ. Và cái Royal với giá là 30 ạ. Còn cái cuối cùng này là trà hoa cúc long nhãn. Hoa cúc long nhãn là bao nhiêu? Dạ với giá 25.000. Rồi. Không bỏ không ạ.